Phương pháp đổi số thành chữ trong Excel. Giả sử chúng ta sẽ có một cái số mà chúng ta cần đổi. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ là 1 triệu đồng. Thì chúng ta sẽ định dạng như bình thường. Và nó hay ứng dụng khi chúng ta thiết lập là bảng báo giá, hợp đồng hoặc khác. Và các cái bảng tính mà trong Excel khi chúng ta sử dụng để chúng ta báo giá với khách hàng. Thì cách 1 là chúng ta sẽ dùng một cái hàm đọc số và có sẵn công thức. Chúng ta chỉ cần copy cái đoạn hàm công thức này thôi. Và chúng ta chỉ cần kết nối toàn bộ cái vùng định dạng mà chúng ta sẽ cần copy. Và chúng ta copy cái đoạn mã này từ cái vùng đọc số cho đến cái phần chữ cuối cùng. Sau đó chúng ta sẽ sang cái nơi mà chúng ta cần đặt. Hoặc là bất kỳ một cái, nếu chúng ta làm báo giá thì ở trên cái đoạn trên, thì đoạn dưới cùng chúng ta kéo xuống dưới. Sau đó chúng ta sẽ thêm mã. Thì giả sử hôm nay chúng ta thêm mã tại đây. Và sau khi chúng ta thêm mã thì chúng ta có thể là click vào cái phần ô giá trị mà chúng ta cần đọc số, thì chúng ta sẽ có số tiền ở bên đây. Thì như vậy là ở bên này chúng ta sẽ có mục là thành chữ. Thì lúc này chúng ta chỉ cần lấy kết quả ở đây là chúng ta đã có thể lên được rồi là 10 triệu. Hoặc chúng ta có thể sửa lại bất kỳ khi mà chúng ta thay đổi như này thành 20 triệu thì nó cũng thành 30 triệu. Hoặc chúng ta có thể sửa lên thành là 100 là 1 triệu đồng thì nó cũng sẽ chạy, hoặc là 1 tỷ đồng thì nó cũng sẽ chạy 1 tỷ đồng. Và khi các bạn không cần thiết thì các bạn có thể ấn đi. Chúng ta có thể ấn thì hoàn toàn và nó không còn thấy cho chúng ta nữa. Và cái đoạn công thức này thì các bạn muốn cần thêm ở bất kỳ chỗ trang nào thì các bạn chỉ cần copy ngay cái đoạn này, cái đoạn mã đọc số này để các bạn là sang bên cái nơi mà các bạn cần tạo cái công thức là đổi số thành chữ. Thì như vậy là nó hay ứng dụng trong cái việc mà chúng ta thiết lập báo giá và thiết lập hợp đồng hoặc khác. Và cách này thì nó cũng vô cùng là hay và nó đơn giản, vì sang bất kỳ file nào thì nó cũng đều đọc được, và bất kỳ cái Excel nào thì nó cũng đều lập được, đọc được, và nó hoàn toàn là dễ dùng và dễ làm. Chúng ta chỉ cần copy cái đoạn công thức này và chúng ta đưa vào mà thôi. Và cái phương pháp thứ hai mà chúng ta có thể dùng đó là cái phương pháp này thì chúng ta là không dùng cái đoạn hàm số như thế này, mà các công thức này chúng ta không dùng, mà chúng ta sẽ chuyển sang một cách là chúng ta dùng một cái hàm VBA. Thì để hàm VBA thì trước tiên là chúng ta sẽ có một cái thanh developer này. Nếu chúng ta chưa có thì chúng ta bỏ đi. Ví dụ ở đây chúng ta chưa có thì chúng ta sẽ tích, chúng ta sẽ vào cái mục này. Ví dụ chúng ta chưa có cái thanh developer này. Thì nếu các bạn chưa có thì các bạn click bất kỳ lên cái biểu tượng này, các bạn chọn là customize developer thì các bạn chọn mục này, sau đó các bạn chọn develop. Và sau khi các bạn chọn develop xong thì nó sẽ có hiện thanh develop đây, và chúng ta sẽ chọn cái Excel add-in, các bạn sẽ bấm vào đây. Và tại mục này thì chúng ta sẽ bấm là cái mục là row. Tại row này thì các bạn ra ngoài desktop, các bạn thấy đây là cái phần là đuôi đọc số thì các bạn add vào và các bạn ok. Và sau này các bạn chỉ cần ví dụ như là cái phần tương ứng này. Và bây giờ thì chúng ta có thể là gõ 1 tỷ tương ứng, và chúng ta sẽ gõ đây là Việt Nam đồng, là VND, và sau đó các bạn nối phần chữ bên này. Thì sau này là nó cũng sẽ cho các bạn là 1 tỷ đồng, hoặc là 2 tỷ đồng, hoặc là 100.000 đồng. Tức là ở đây là chúng ta sử dụng cái hàm VBA, tức là cái công thức của nó là Việt Nam đồng, VND là Việt Nam đồng, và chúng ta chỉ cần là VND và nối cái này. Nhưng mà sang những cái máy khác thì các bạn không có thanh developer và nhiều người chưa biết sử dụng chức năng này, thì dẫn đến là cái tự nhiên chỗ này nó sẽ bị mất, vì nó sẽ không đọc được cho các bạn, không làm được cho các bạn. Nhưng riêng đối với phương pháp này thì các bạn có vào Excel 203 thì nó vẫn đọc như bình thường, hoặc các bạn vào Excel bất kỳ đều đọc hết. Nhưng riêng đối với phương pháp mà chúng ta dùng cái là cái công thức là đối số như thế này thì rõ ràng là cái máy đó đã phải cài sẵn cái chức năng đó là developer, và các bạn cũng phải add cái developer này, tức là các bạn phải add in nó vào thì nó mới cho các bạn được cái cách mà để chúng ta có thể thực hành là đọc số thành chữ là trong Excel. Thì như vậy là trên đây là hai cái phương pháp mà đọc số thành chữ trong Excel thông dụng mà chúng ta sẽ hay gặp. Trong đó cách 1 là các bạn sẽ copy một cái đoạn mã hàm, và cách 2 là chúng ta sẽ add một cái đoạn VBA, là với đoạn VBA lập trình thì nó sẽ có cái tên là đối số. Và đối số thì sau này các bạn là cần thêm thì các bạn chỉ cần là gõ chữ Việt Nam đồng. Đối với phương pháp thứ hai thì nó sẽ ngắn gọn hơn rất là nhiều, còn phương pháp 1 thì nó hơi dài dòng vì nó sẽ có rất nhiều cái đoạn mã bên này.